Hello mọi người, hôm nay mình lại quay lại với một cái mẫu tai nghe giá rẻ khác nữa. Nhưng mà mẫu này mình thấy nó khá là đặc biệt nha. Lần đầu tiên mình gặp một cái sản phẩm như vậy luôn. Mình mua chiếc tai nghe này vào ngày sale trên Shopee là ngày 9 tháng 9. Mình search cái dòng chữ tai nghe Bluetooth thôi thì vô tình mình thấy nó và chưa có ai mua hết. Và mình phải nói luôn là khi mình mua chắc chắn mình nghĩ ồ cái này chắc là mọi thứ nó all in vô cái màn hình như vậy rồi và mọi thứ nó khác nó rất là tệ luôn. Mình mua để mình trải nghiệm, để mình gọi là giúp các bạn gọi là tránh xa cái sản phẩm này ra bởi vì nó sẽ không được tốt. Nhưng mà sau khoảng một tháng mình sử dụng cái mẫu tai nghe này thì thực sự phải nói là mọi cái định kiến của mình về mẫu tai nghe này nó hoàn toàn biến mất luôn. Thì đây chính là mẫu tai nghe có một cái tên khá là khó đọc ha, Clue Blue TLX01. Đó, thì trong video này mình sẽ nói là LX01 thôi nha. Còn đường link sản phẩm hay gì đó mình sẽ để bên dưới cho các bạn tham khảo ha. Cái điểm đầu tiên mà mình cần phải nói về cái tai nghe này đó chính là về phần mức giá. Mức giá ở ngày thường các bạn vô trang Shopee của hãng này ở trên Shopee luôn thì mức giá rơi vào khoảng 300 mấy chục nghìn đó. Vào ngày sale nó còn giảm nữa và khi áp những cái mã riêng của các bạn vô thì mức giá có thể chạm ngưỡng gọi là 300 hoặc là dưới 300 luôn. Và các bạn thấy không, ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn biết rồi, mẫu tai nghe này sở hữu một cái hộp sạc có một cái màn hình cảm ứng rất là to ở mặt trước. Đây chính là cái điểm nhấn đầu tiên ở trên mẫu tai nghe này. Và không có gì phải giấu giếm cả, cái kiểu này là học theo hoàn toàn như là mẫu JBL Live Beam 3 ha. Nhưng mà có thể nói luôn đây là một cái phiên bản XL so với phiên bản của JBL, bởi vì cái màn hình của Live Beam 3 nó sẽ không to như màn hình của con này. Lúc đầu mình cứ nghĩ là hình ở trên Shopee là hình minh họa thôi, còn bên ngoài thì màn hình nó sẽ lởm lắm. Nhưng mà trong quá trình mình xài thì cái màn hình này nó hiển thị nó khá là tốt nha các bạn. Thứ nhất đó là cái kích thước màn hình nó to. Cái thứ hai là những cái chi tiết ở trên cái màn hình này bao gồm từ phông chữ cho tới những cái icon, mình thấy nó hoàn toàn vừa mắt mình. Nó không bị quá gọi là quá rỗ hoặc là độ phân giải thấp á, quá rỗ, nhưng mà mình nhìn nó khá là nét luôn. Tất nhiên thì sẽ tùy theo gu của các bạn thì những cái icon trên đây nó có thiết kế đẹp hay không nha. Mình thấy cái kiểu icon ở đây thì nó cũng khá là tàu. nhìn nó vẫn là kiểu nhìn vô là biết hàng Trung Quốc rồi. Nhưng mà mình thấy với mức giá 300 nghìn thì không có gì phải đòi hỏi ở trên cái màn hình này nữa. Cái thứ hai đó chính là cái độ sáng của cái màn hình này. Đây, khi mà các bạn để trong nhà đi, chẳng hạn như mình để trong nhà, mình để cái độ sáng màn hình khoảng chừng 50% như vậy là các bạn có thể thấy được thoải mái rõ ràng rồi. Nhưng mà khi mở lên 100% đi ngoài trời, có lúc mình đi rap ngoài trời rất là nắng và khi mà mình lấy cái hộp tai nghe này ra để mình chọn bài nhanh á thì ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vô nhưng mà mình vẫn thấy rất là rõ ràng những cái chi tiết và hình chữ ở trên đây để mình có thể chọn được bài nhạc theo đúng ý mình. Thì đây cũng là một cái điểm khá là hay ở trên cái mẫu tai nghe này. Mình không nghĩ là wow, sao 300 mà nó lại làm tốt đến như vậy. Rồi và bây giờ thì mình sẽ demo cái giao diện của cái mẫu LX10 này cho các bạn xem ha. Cái đầu tiên mà các bạn cần xác định đó chính là cái màn hình này đúng là một cái màn hình cảm ứng nhưng nó không phải là dạng cảm ứng đa điểm như trên smartphone các bạn có thể vuốt lên vuốt xuống, nhấn chạm giữ kéo thả các kiểu đâu, mà hầu hết các tác vụ các bạn chỉ dùng trên một ngón tay mà thôi và nó sẽ theo dạng chiều ngang. Bây giờ mình sẽ nhấp lần để nó mở màn hình lên và sau đó các bạn sẽ vuốt ngang qua để có thể mở được cái giao diện chính ha. Thì ngay tại giao diện chính các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ hiện giờ. Sorry các bạn, hồi nãy mình mới vừa reset cho nên là chưa có hiện đúng giờ ha. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có dung lượng pin của hai cái tai nghe, tay trái tay phải và của cái hộp pin ha. Và khi các bạn vuốt qua thì cái giao diện của cái hình nền phía sau của cái menu này vẫn đổi được luôn đó. Cái giao diện này khác, cái giao diện trong đây lại khác nữa. Nói chung là nhà sản xuất này họ làm khá là tỉ mỉ đó. Ở trên thì vẫn như là một cái dạng thanh thông báo luôn nè, lượng tai nghe có đang kết nối hay không, có Bluetooth này nọ hay không ha. Đây mình sẽ lấy tai nghe ra mà mình sẽ kết nối với điện thoại cho nó hiện đầy đủ những cái tính năng cho các bạn xem ha. Và các bạn để ý nè, sau khi mà cái điện thoại mà nó kết nối rồi đó thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ hiện hình là đã kết nối rồi và các bạn có thể điều chỉnh được những cái chế độ của cái tai nghe. Chẳng hạn như ở đây là chúng ta sẽ có ba cái chế độ nghe chính, đó chính là chế độ gọi là xuyên thấu, chế độ bình thường và chế độ chống ồn ANC ha. Chỉ cần nhấn chạm là có thể đổi ngay ở trên tai nghe luôn, khá là nhanh.
Và khi bạn vuốt qua thì sẽ là nơi điều khiển nhạc. Cái điều khiển nhạc này mình thấy là nó tương thích tốt nhất với YouTube và phần mềm nghe nhạc mặc định của điện thoại của các bạn. Ngoài ra thì trên riêng MP3 thì mình thấy nó cũng được, nhưng mà lâu lâu thì nó sẽ không nhận. Khoảng chừng nghe khoảng 10 lần thì khoảng 2 lần không nhận. Nhưng mà nói chung là nó sẽ nhận hết. Và khi đã nhận nhạc rồi thì các bạn sẽ thấy á, là trên đây sẽ hiện ra được cái tên của cái bài nhạc đó của các bạn. Đó, khá là hay luôn. Bây giờ mình sẽ thử demo cho các bạn coi luôn. Như bạn cũng thấy á, thì sau khi mà mình bấm cái bài nhạc ở trên YouTube xong thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ hiện lên luôn cái tên bài nhạc và nó chạy ngang qua. Và đặc biệt luôn các bạn, không hề bị lỗi phong. Ồ, khá là hay luôn. Mình cứ nghĩ là hẳn sẽ bị lỗi phong, nhưng mà không hề bị lỗi phong luôn nha. Vẫn hiện đầy đủ tên bài nhạc, sau đó là tên của ca sĩ luôn. Ồ, nhìn rất là hay các bạn. Và khi các bạn nhấn vô đây chính là nơi tăng giảm âm lượng. Đó, tăng qua tăng lại, rồi xong. Rồi và đây chính là một chế độ gọi là partial. Và khi các bạn mở cái chế độ này lên thì nó sẽ cho các bạn ba cái chế độ giả lập âm thanh. Đầu tiên là chế độ nghe nhạc mặc định, cái thứ hai là chế độ gaming, và cái đầu tiên là chế độ xem phim. Và mỗi cái nó sẽ mang lại một cái chất gọi là một cái hiệu quả âm thanh nó khác nhau. Lát nữa mình sẽ nói trong cái phần chất âm của tai nghe ha. Nhưng mà nói chung là mình không nghĩ là một cái tai nghe giá 300 ngàn nha. Mình nhấn mạnh lại một lần nữa là giá 300 ngàn. Có hai chế độ riêng biệt là chế độ ANC xuyên thấu, mà còn lại còn có chế độ giả lập âm thanh như vậy nữa. Quá trời luôn. Tiếp theo đây chính là cái giao diện để các bạn chỉnh menu. Chẳng hạn như giao diện mặc định là Kaleidoscope là các bạn sẽ vuốt lại. Hoặc là khi mà các bạn chế độ gear thì các bạn sẽ vuốt lên vuốt xuống. Thì cái này sẽ tùy theo các bạn thôi ha. Đây là chế độ tìm kiếm tai nghe. Ví dụ như các bạn mà có để lạc tai nghe đâu đó trong phòng, các bạn nhấn tay trái hoặc tay phải đi thì cái tai nghe nó sẽ phát ra âm lượng to nhất, các bạn sẽ nghe được tiếng bíp 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 để các bạn có thể đi tìm. Lưu ý là trong phòng thôi các bạn, chứ ở ngoài đường xe cộ nhiều lắm, mất ngoài đường là coi như thua luôn. Đây là chế độ EQ của máy, và đây là chế độ EQ của tai nghe, và nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta 7 chế độ nghe bao gồm pop, rock, nhạc cổ điển, classic, nhạc jazz, voice là để các bạn nghe tin tức nè, hoặc là nghe rap cũng được, miễn sao nó đẩy cái độ chi tiết cao lên, DJ, và cuối cùng là disco. Nói chung là đây là rất là nhiều những tính năng ha, nhưng mà nói chung là mình sẽ nghe nhiều nhất ở pop, rock và voice thôi. Và đây là chế độ gọi là chỉnh. Đây là chế độ chỉnh setting của máy. Chúng ta sẽ có chỉnh theme, chỉnh này, chỉnh kia. Chẳng hạn như theme đây thì mình có thể chọn nhanh những cái theme khác nhau. Các bạn thích hình nào thì các bạn để. Và chế độ tap to wake và chế độ language. Đó, language ở đây thì chúng ta sẽ có, để coi, chúng ta có tiếng Việt luôn. Đó, khi mà các bạn nhấn vào thì các bạn sẽ thấy là nó có full tiếng Việt cho các bạn luôn. Đó, quá trời luôn. Và tiếp theo chúng ta có trợ lý giọng nói. Khi các bạn nhấn vào á, thì ví dụ như các bạn xài Android đi thì nó sẽ hiện ra Google Assistant cho các bạn, khá là hay luôn. Tiếp tục là bộ đếm giờ. Tiếp tục nữa là cũng là một bộ đếm giờ khác, bộ đếm giờ 5 phút, 10 phút và 3 phút. Chế độ đèn pin thì thực sự mà nói chế độ đèn pin này là cái chế độ các bạn bật cái đèn flash ở trên điện thoại. Và cuối cùng là cái độ sáng màn hình, độ sáng màn hình của cái tai nghe này. Cuối cùng là phần chụp ảnh, thì cái này cái hộp tai nghe này đóng vai trò như một cái công tắc chụp hình. Các bạn mở phần mềm camera ở trên máy lên, sau đó các bạn nhấn vô cái này và để nhấn chụp là có thể chụp ngay được một tấm rồi. Đó, nhìn chung đây là một tính năng vui vẻ mà thôi. Rồi, và đó là những cái gì mình đã đi sơ qua về những tất cả những cái tính năng các bạn có thể làm được trên cái màn hình này. Có thể nói mình phải wow luôn bởi vận động, bởi vì mình thấy nó rất là choáng ngợp. Nó có quá là nhiều những cái tính năng ở trong một cái tầm giá 300.000. Chỉ riêng vào cái hộp này thôi thì mình đánh giá là nó đã full rồi các bạn. Nó đã full 300 ngàn của các bạn rồi, xứng đáng giá tiền luôn. Bởi vì nếu như các bạn mà mua một cái tai nghe JBL cũng có một cái màn hình như vậy thì cái mức giá nó lên tới 3 triệu đồng, lần gấp 10 lần cái tai nghe này. Nhưng mà con Lợi X10 này có rất là nhiều những tính năng cho các bạn vọc nha. Và đặc biệt những tính năng này là xài được, mình confirm luôn là xài được chứ không phải là thêm vào cho có. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái chất lượng, cái build của cái hộp này đi. Thì phải nói luôn, do cái màn hình này nó all-in vào cái màn hình rồi, cho nên là chất lượng build của cái hộp này nó ở mức gọi là trung bình kém. Nó là làm từ nhựa ABS, và các bạn thấy không, nhìn vô là biết hàng giá rẻ rồi. Mình khoai cái tai nghe này trải nghiệm cũng khoảng hơn một tháng rồi, các bạn thấy là những cái đường trầy, những cái vết trầy nó hiện rõ trên đây luôn. Nhưng và chất lượng build thì mình thấy nó cũng vừa vừa, chứ không phải là hoàn toàn quá tốt đâu, nhưng mà mình cũng làm rớt luôn. Nhưng mà mình thấy nó vẫn ổn, nó vẫn không gì gọi là bị cứng xước quá là nhiều. Nhìn chung thì 300 ngàn mình thấy nó ok. Bên cạnh phải các bạn sẽ thấy là đây là cổng USB-C cho các bạn sạc. Các bạn có thể sạc chung với điện thoại ha. Một cái nút reset, nút pair để các bạn có thể pair nhanh cái tai nghe với những cái điện thoại khác.
Và ở bên cạnh đấy thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái lỗ 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 này chính là cái lỗ loa. Nãy giờ mình thao tác ở trên đây nè, các bạn nghe tiếng được á thì nó sẽ phát ra từ đây. Rồi, bây giờ mình sẽ mở vào bên trong. Thì mở giống như dạng vỏ sò đó, thì các bạn sẽ thấy là bên trong thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng tương tự như mỗi tai nghe giá rẻ khác. Chúng ta có một cái hai phần là L và R. L là chúng ta để tay trái và R thì chúng ta sẽ để tay phải. Và khi đặt vô thì nó hít liền luôn bởi vì có 500. Nhưng mà cần phải xác định là cái 500 này cái lực hút nó chỉ mức tương đối thôi, nó không quá mạnh. Cho nên nếu mà lắc mạnh hoặc là ráng ụp đầu xuống thì nó sẽ bị rớt ra ha các bạn. Cho nên đây là cũng là điểm các bạn nên lưu ý ha. Khi mà đóng lại sẽ như vậy. Thì nhìn chung đánh giá về mặt tính năng của màn hình đi thì mình nói luôn là mình cho 10 trên 10 về mặt tính năng. Bởi vì quá là nhiều, màn hình lại hiển thị đẹp nữa, xuất sắc luôn. Trong tầm giá này không có gì để chê ở cái màn hình này cả. Còn nói về chất lượng build, độ hoàn thiện thì mình đánh giá ở mức 5 trên 10 thôi. Nó không quá là xuất sắc. Mà 300 nghìn thì mình thấy nó cũng ổn. Bây giờ đến với phần chính là cái phần tai nghe đi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái tai nghe ra, mình để trên tay cho các bạn coi. Đây, thì cơ bản thì cái mẫu LX10 này là một cái tai nghe dạng in-ear. Nhưng mà cái foam là foam earbud. Các bạn sẽ thấy cái phần đầu này nó hơi bự và cái phần thân này nó ngắn, nó không quá là dài ha. Chúng ta vẫn có những cái nút tai. Khi mà các bạn mua cái tai nghe này thì bên trong hộp có trang bị cho các bạn khoảng chừng 2-3 cái nút tai thuộc nhiều size khác nhau ha. Đối với mình đi, mình là một người có cái khoang tai trung bình thì mình xài cái nút mặc định này là có thể ăn liền được luôn. Và mình thấy là cái tai nghe này thiết kế nó cũng bình thường, nó không có gì gọi là quá là điểm nhấn. Tổng thể vẫn làm từ nhựa, chúng ta có cái đường cắt như vậy để trang trí nè. Chúng ta có những thêm cái chấm nè, những cái lỗ mic để các bạn có thể đàm thoại và giống như là để chống ồn ha. Thì mình đánh giá cái tai nghe này, chúng ta đếm coi. Chúng ta có 1, 2 và 3 lỗ mic kết hợp với hai bên, tổng cộng là tới 6 micro. Thì nhà sản xuất nói là chiếc tai nghe này có chống ồn chủ động ANC đó. Thì nhiều micro là chuyện cũng khá là dễ hiểu ha. Về phần build quality thì mình thấy là những cái phần viền nó không bị rời rạc quá nhiều. Nhìn nói chung nhìn nó cũng ổn đó, nó không phải quốc và quá là tệ đâu, nhìn chấp nhận được đó. Rồi cái cảm giác đeo của con tai nghe này nó như thế nào? Thì nói chung là mình đeo con tai nghe này vô mình thấy khá là thoải mái. Nó không tạo lại cho mình cái cảm giác gọi là bị đau tai ha. Cái phần này nó bo cong mềm mại nè, gắn lên tai một cái là nó fit chặt nó luôn. Và mình nghe liên tục khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ khi mà mình ngồi rap á, thì mình thấy nó vô cùng thoải mái, nó không hề mang lại một cảm giác khó chịu nào cả. Cái việc cái khoang tay này nó cái việc cái thân tay này nó không quá dài á, nó cũng không tạo cái sự vướng víu ha. Bởi vì mình hay mang cái mũ 3/4 á, vẫn mang ok, nó không bị rớt ra ngoài hay là bị sụp xịt nào cả. Mình đánh giá đây cũng là điểm ok trên mẫu tai nghe này. Cái phần này vẫn là phần cảm ứng nha các bạn. Cái phần mà ba sọc như vậy nè, các bạn nhấn một chạm hai chạm là để có thể thực hiện những cái thao tác cảm ứng. Nhưng mà mình nghĩ tại sao chúng ta phải dùng cảm ứng trong khi chúng ta có một cái màn hình siêu to khổng lồ ở đây và vô cùng nhạy và chính xác, đúng không nè? Cho nên là mình nghĩ là các bạn mua mẫu LX10 này sẽ không cần xài cái mức này đâu. Rồi, bây giờ tới cái phần quan trọng nhất đi. Đó chính là về cái phần chất âm ở trên cái mẫu LX10 này như thế nào. Ban đầu mình nghĩ, wow, 300 ngàn mà nó vô màn hình hết rồi thì nghe cái này nó sẽ nghe cho có, cho vui thôi. Nhưng mà thực sự mình phải nói luôn, nếu như các bạn là một người nghe bình thường, tai trâu giống như mình đi, nghe nhạc chủ yếu là để giải trí, có xem phim, thì mẫu tai nghe này hoàn toàn đáp ứng tốt hầu hết mọi nhu cầu của các bạn nha. Cái đầu tiên đó là cái âm lượng nó to, nó không bị cái tình trạng giống như những mẫu tai nghe 100-200 ngàn các bạn thấy trên Shopee hoặc TikTok là đeo vô nó bị ù. Rồi cái thứ hai là âm lượng nó không quá là to, đi ra ngoài đường mà tiếng xe cộ coi như là khỏi nghe nhạc. Thì cái con LX10 này âm lượng nó rất to nha các bạn. Khi mà mình nghe trong điều kiện trong nhà, mình chỉ cần để ở khoảng chừng 70-80% là nghe được. Còn khi mà ra bên ngoài, mình để 100% là nghe nó ổn luôn. Ngoài ra mình nghe cái gì là chính, mình nghe pop, mình nghe rap là chính. Bởi vì mình nghe rap Việt rồi mình coi Anh Trai Say Hi, mình coi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đi. Thì chất âm của mẫu tai nghe này làm mình khá bất ngờ. Bởi vì nó truyền tải được hầu hết những cái giải âm mà chúng ta có thể nghe tốt được. Chẳng hạn như là vocal của ca sĩ mình nghe nó ổn. Nó không hề bị mút hoặc là nó bị chìm. Thứ hai đó là giải bass của nó. Giải bass của nó khi mà các bạn mà chuyển qua chế độ rock hoặc là các bạn chuyển qua chế độ DJ đi, thì cái giải bass nó đẩy lên khá tốt. Nó tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà nó ngon lành như những mẫu tai nghe 2-3 triệu trở lên đâu, nhưng mà nó vẫn thể hiện được bass. Những cái tiếng nhạc điện tử nó vẫn thể hiện tốt và cái tạo cái sự phấn khích khi nghe. Đó là cái mà đánh giá cao ở trên cái mẫu tai nghe này. Mình không nghĩ là chiếc tai nghe này làm tốt được việc đó.
Tiếp theo nữa, khi mà mình chuyển qua nghe những bài hát mà có đệm đàn đi, chẳng hạn như nghe Mr. Siro hát live đi, thì những cái tiếng piano, những cái tiếng dương cầm, những tiếng gãy violin ở từ xa đi, nó không quá rõ ràng nha, nhưng mà nó vẫn có, mình hơi bất ngờ luôn. Mình đeo tai nghe, mình nghe được không chỉ tiếng ca sĩ mà còn nghe được những cái tiếng đó, nói chung là nó khá là tạch bạch. Mình không phải là mình khen đểu cái tai nghe này đâu, nhưng mà rõ ràng khi mà mình nghe, mình cảm nhận là chiếc tai nghe này, đối với một người nghe bình thường nha, mình cũng đưa cho bạn bè của mình nghe thử luôn, và họ cũng không nghĩ là chiếc tai nghe này có mức giá 300.000 mà có thể nghe tốt như vậy. Tiếp theo mình muốn nói luôn, đó chính là chế độ chống ồn. Ban đầu mình thấy trên cái hộp và cũng như trên Shopee là chiếc này nó có chống ồn chủ động ANC. Mình nghĩ làm sao mà có nổi, 300.000 mà đủ thứ hơn gì còn chống ồn nữa. Và khi mà mình nghe thì mình thật sự quá bất ngờ. Khi mà mình đeo cái tai nghe này, mình đứng ngoài đường, mình chạy đi rap thì mình để chế độ bình thường, sau đó mình chuyển qua chế độ xuyên thấu đi, chế độ xuyên âm, thì những cái tiếng xe cộ, những cái kèn bên ngoài nó hiện lên rõ rệt luôn, nghe rất rõ và mình nghe được tiếng bác tài còn trước nói với mình. Khi mà mình chế độ mặc định bình thường thì mọi thứ nó cân bằng, và khi mở nhạc khoảng chừng 80-90% là cũng khá là hạn chế cái việc chống ồn rồi ha. Nhưng mà khi mình chuyển qua ANC là mình cảm nhận rõ rệt luôn, đó là những cái tiếng ồn xung quanh nó giảm đi đáng kể. Và nếu như mình để chế độ nhạc 100%, mình nghe những loại nhạc mà điện tử đi, thì có EDM đánh bass rất là nhiều, thì gần như là mình không nghe tiếng bên ngoài luôn. Đó chính là cái hay ở trên cái mẫu tai nghe LX10 này. Tất nhiên nó không thể nào chống ồn được tốt những cái chuyên biệt khác đâu, bởi vì trên thông số thì nó chỉ chống ồn ở mức gọi là 35 dB mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ wow, đi đường ở điều kiện ở Việt Nam mà mức chống ồn như vậy, để loại bỏ những cái tiếng ồn như vậy, hoặc là các bạn ngồi trong thư viện, các bạn học đi, các bạn không muốn nghe những cái tiếng người xung quanh, hoặc là các bạn đi xe buýt, các bạn cũng muốn hạn chế những tiếng người nói chuyện xung quanh đó, thì chiếc tai nghe này đáp ứng tốt luôn. Nhìn chung là nó quá đủ đầy các bạn, nghe cũng ổn. Mình không nói 10 điểm nha, nghe cũng ở mức 7 điểm, chống ồn cũng ở mức 7 điểm, mà mức giá chỉ 300.000 thì không có gì phải chê ở trên mẫu tai nghe này cả. Vậy thì trong quá trình mình xài có những cái điểm gì mà mình chưa nghĩ? Cái đầu tiên mình thấy khá là ảo luôn, đó chính là cái phần pin này các bạn. Pin này hiện khá ảo nha. Có khi mình nghe khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ xong, mình bỏ cái tai nghe này vào hộp, nó vẫn hiện 100% các bạn, nó không tụt pin luôn. Đó, rất là ảo luôn. Hoặc là đang xài đi, nó đang từ 80% có, nó thể tuột xuống 40% liền luôn. Nói chung là mình nghĩ nha, do là nhà sản xuất họ chưa có tối ưu tốt cái phần hiển thị pin thực tế so với cái phần pin hiển thị trên đây, cho nên đôi khi là các bạn sẽ thấy được cái pin ảo ở trên cái mẫu tai nghe này. Đó, vậy thôi, còn lại thì mình không có gì phải chê cả. Cái lượng thời gian mình sử dụng cái tai nghe này nha, mình nghe khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ liên tục mà nó vẫn chưa hết pin luôn. Và thì mình nghĩ đây là cũng một mức ok, các bạn có thể xài trọn vẹn nguyên ngày làm việc với chiếc tai nghe và cái hộp sạc là ổn rồi. Các bạn có nên mua cái tai nghe này hay không? Nãy giờ các bạn thấy mình gọi là khen khá là nhiều ở mẫu tai nghe này trong tầm giá ha. Thì thực sự mà nói nha, mình cũng không biết là mình có nên khuyên các bạn mua hay không, bởi vì mình có một cái điểm mình hơi lăn tăn chút xíu. Cái thứ nhất là cái thương hiệu Clue Blue này nè chưa hề phổ biến ở thị trường Việt Nam. Mình có coi những cái gì mà họ giới thiệu ở trên Shopee á, thì họ là một công ty chuyên gia công tai nghe cho những thương hiệu nổi tiếng khác, có trụ sở đặt tại Mỹ, mọi thứ cái gì cũng ở Mỹ hết, chỉ có riêng nhà máy ở Trung Quốc mà thôi. Họ mới vào thị trường Việt Nam được khoảng 2 năm nay, và đây là một những sản phẩm chủ lực của họ. Nhưng mà mình cũng chưa rõ là cái cơ chế bảo hành của họ như thế nào, mẫu tai nghe này có bền hay không, và đặc biệt là cái chất lượng tai nghe nó có đồng đều qua từng lô sản phẩm hay không. Chẳng hạn như cái này là cái lô đầu tiên mình mua đi, lúc mình mua tai nghe này là hình như chưa ai mua hết. Lô đầu tiên họ làm tốt quá, họ làm nó xịn này nó các kiểu, nhưng mà những lô tiếp theo cái chất lượng nó bị đi xuống thì sao? Thì cái này là phải do các bạn trải nghiệm thôi nha. Còn nếu như các bạn mà mua cái tai nghe này về với mức giá 300.000, các bạn có những cái trải nghiệm giống mình thì ok, chúc mừng các bạn đã có được cái món hời rồi. Theo mình đánh giá luôn nha, trong mức giá khoảng từ 200-300.000 thì đây là một trong những tai nghe tốt nhất các bạn nên sở hữu ha. Rồi, bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu tai nghe LX10 này, hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nhé.